số 14. Bài số 14 thì chúng ta mới vừa nghe Nhật Hưng đánh sơ qua cái điệu gọi là điệu rumba. Điệu rumba lần này thì chúng ta cũng khá khá rồi ha, cho nên chúng ta chuyển nè, đô trưởng nè, đô trưởng ngăn đầu tiên nè quý vị, rồi la thứ nè, rồi rê thứ nè, rồi son 7. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu bước vô tập ha nè. Đô trước khi mà chúng ta tập được cái điệu rồi chúng ta ráp vô ha, chúng ta phải ráp vô thêm một cái vòng hợp âm là đô la rê son thứ son bảy, đô trưởng la thứ rê thứ son bảy nha, và chúng ta tập lại nha. Chúng ta đọc đô nha. Rồi khi chúng ta tập được rồi đó, thì chúng ta mới chuyển. Bây giờ Nhật Hưng chuyển nha. Đó, nó đánh lại cho chúng ta nghe một lần nữa. Bây giờ nó tới trường canh ha. Chúng ta đô chát chát đô chát sò chát đô là một nè, một trường canh. Trường canh thì chúng ta đạp nhịp là đô là một nè, chát đô chát sòn chát đô là một. Ví dụ chúng ta đạp 1 2 3 4 1 là một trường canh, 1 2 3 4 1 là một trường canh. Vì là điệu rumba nó là nhịp 4 4, cho nên là chúng ta khi mà chúng ta tập thì chúng ta đạp 1 2 3 4 1 thì bắt đầu chúng ta sẽ chuyển. À, ví dụ nghe nhạc tương chỉ nha. Nè. Có nghĩa là hai trường canh thì chúng ta sẽ chuyển một lần. Đô chát chát đô chát sòn chát đô chát chát đô chát sòn chát đô chát chát đô chát sòn chát la chát chát la chát sòn chát la chát chát la chát sòn chát rê chát chát rê chát tròn chát sòn chát chát rê chát tròn chát tròn chát chát tròn chát tròn chát. Chúng ta nghe đô chát chát đô chát sòn chát đô, một chữ canh. Này ha, mà mình tập cho nó chuẩn. Vâng, cái bài số 13 đến đây Nhật Hưng cũng chúc quý vị tập tốt. Và đến đây chúng ta xin kết thúc ở đây nha. Xin lỗi, bài số 14. À, bài số 14.